Xin chào anh Trọng, quay trở lại kênh Đồng Tình. Vì hôm tôi sẽ bạn cách cài một khẩu khóa màn hình con máy Vivo i12 nhé, 1904. Đây, tôi và quản lý hệ thống dưới điện thoại. Đây, hiện tại thì nó đang là trượt nhé. Để thì hiện đầu tiên ta sẽ vào cài đặt này. Ta sẽ kéo chuông chọn dấu vân tay khuôn mặt và mật khẩu. Đây, tôi phương thức khóa màn hình đang vuốt này. Tôi ở đây nó nhiều lắm, mật khẩu kết hợp này, 46 mẫu hình các kiểu vật kết hợp nhá. Thì nó gồm có A còng sau đăng ký tự đặc biệt này, một số này, chữ này. Đó. Ví dụ A123 A còng chẳng. Tiếp theo nhập này, A123 A còng. Xong. Câu trả lời các bạn cứ điền lung tung vào cho mình. A vào đấy. Cần phải nhớ nhá, nếu quên thì các bạn sẽ phải xem video hướng dẫn xóa mật khẩu mình. Rồi, bây giờ khóa này. Đó, nó sẽ có bàn phím kiểu này, A123 A còng Enter. Thay đổi mật khẩu ta phải nhập lại mật khẩu cũ nhé. A123 A còng. Nó bây giờ 46 chữ số này thì nó sẽ toàn số thôi, nhưng mà tối đa là 16 số và tối thiểu là 14 số. Tôi đặt 1-9. Tiếp theo này, nhập lại khóa này, mở. Đó, mật khẩu nó sẽ như này, nó không có mặc định là 4 chấm hoặc 6 chấm. Xác nhận. Để đổi ta nhập lại. Xong. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Xong rồi. 6 số này. Các bạn để ý cái 6 số nhé. Đây nó sẽ có số chấm ở đây. Nó không 16 chỗ. Tôi sẽ đặt lại 1 2 3 4 5 6 7 8 9 này, nhập mật khẩu cũ này, sau số này 1 2 3, xóa này, 1, nhập lại. Tôi sẽ nhập lại lần đấy nhé, mở. Đấy, 4 số này. Đó, nó chỉ gồm 4 ô. Rồi, đổi lần nữa để sang hình vẽ nhé. Đấy, mẫu hình này. Nối nhất 4 điểm, 3 điểm không được nhé. 4 điểm này, tôi sẽ nối hơn 4 điểm được. Hoặc nối tùy cũng được, tùy các bạn. Nhớ được là được. Đó. Để vân tay, ta sẽ vào vân tay này. Vẽ mật khẩu màn hình. Đấy, thêm dấu vân tay. Bây giờ ta sẽ ở đằng sau như thế này nhá. Bạn cứ nghiêng, nghiêng, nghiêng như thế này nhá. Và nó đầy được. Đó. Vậy bạn nghiêng. Nghiêng ngón tay ra một tí. Đó, xong. Ok này. Khóa này. Khóa này, ấn vân tay này, đó, bạn có thể thêm nhiều vân tay nhá, bấm vân tay, vẽ, thêm dấu vân tay khác ở đây, bạch ra để vào khuôn mặt, ta sẽ thêm khuôn mặt này, vào vẽ mật khẩu, thêm khuôn mặt này, ok, bây giờ ta vẫn quay vào cam trước nhá, đó, như vậy là xong, ok. Ở lại màn hình sau mở khóa này. Các bạn xem để ý nhá, mở mình khóa này, mở sáng này, quay vào khuôn mặt nhá. Đây. Đấy. Mở khóa này. Quay vào khuôn mặt đó, rất là nhạy. Để xóa đi ta sẽ vào cài đặt dấu vân tay khuôn mặt và mật khẩu. Khuôn mặt này, vẽ hình. Xóa nhận diện khuôn mặt này. Nhận dạng khuôn mặt này, hết khuôn mặt nhá. Bạch. Vào vân tay này. Vẽ lại mô hình. Vào dấu vân tay 1, xóa hoặc tên dấu vân tay tùy nhé, và xóa dấu vân tay, ok, bạch ra, phương thức khóa này, vẽ lần nữa, chọn vuốt nhé, nên chọn vuốt nếu bạn không dùng mật khẩu, đó, xong, vừa rồi mình vừa giúp bạn là cách thực hiện cài mật khẩu khóa màn hình của máy Vivo i12, chúc bạn thành công, quan nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh của mình nhé.
Chào bạn.